tương lai con cháu cùng hoàn cha đất nước thanh bình rực rỡ đông hoa. こんにちは。こんにちは。我々一般社団法人日本ボビダム協会と申します。ベトナムのですね、国技である武道ボビダムを日本に持ち帰り、7年が過ぎました。そして今日初めてですね、この靖国神社の能楽堂で演舞させてもらうことができました。ありがとうございます。このボビダムという素晴らしいですね、ベトナムの文化を、日本に広げようと思って、全国、全都道府県ですね、広げていく、夢を持ってですね、我々活動しております。そしてですね、本日ベトナムからですね、私の師匠である、マスターグラ世界最高シアのですね、グランドマスターウェン・バンチョンさんの娘さんですね、そいつを、ご夫妻がいらしております。拍手をお迎えください。ベトナムから来日してくれました。Hôm nay tôi rất là vui và rất là hân hạnh được xem buổi trình diễn của cô Việt Nam Nhật Bản tại Tokyo, và đặc biệt hơn nữa là tại một ngôi đền rất là đặc biệt ở thành phố này. Chào, 本当に嬉しかったです。日本のボビナムを見させてくれました。本当に嬉しかったです。Tôi cũng rất là xúc động nhìn thấy các màn trình diễn của vô Việt Nam, môn võ của người Việt Nam được trình diễn trên đất nước Nhật Bản, một quốc gia có nền võ thuật rất là lâu đời. 今日ボビナム応援部を見て本当に感謝して、日本は武術は本当に強いですけども、今日ベトナムの武術というの強化ボビナム見させて本当に感謝した。Tôi xin cảm ơn Hiệp hội Vô Nam Nhật Bản và đặc biệt là võ sư Fugo đã nỗ lực hết mình để phát triển phong trào Vô Nam trên đất nước Nhật Bản. Tôi xin cảm ơn ông rất là nhiều. Fugo, Master Fugo, Sensei, Master Fugo は本当に感謝してます。ベトナムの武術を日本で果たして広げて本当に感謝してます。これは和流伝của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh chủng quản môn phái Vô Nam Việt Võ Đạo, để đến võ sư Fugo và Hiệp hội Vô Nam Nhật Bản. これは Nguyễn Văn Chiếu, ベトナムのボビナム団体の会長です。フゴ先生、マスターフゴ先生に渡してプレゼントにしています。Get up!